Chào mừng quý vị quay trở lại với OV Đại Bàng. Nguyên Xuyên là một giang hồ khá máu mặt tại khu vực Hoàng Mai, Hà Nội, nổi danh trong giới giang hồ Hà Thành từ đầu những năm 90 với rất nhiều chiến tích đầm chém. Độ máu của đại ca này còn ở việc dám cầm hàng nóng bắn cảnh sát hình sự. Để biết thêm thông tin chi tiết về đại ca này, xin mời quý vị đón xem Hồ sơ Nguyên Xuyên, trùm giang hồ cộm cán Hoàng Mai. Tên thật là Nguyễn Quang Nguyên, sinh năm 1973, trú tại 87A8 Tập thể Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội, nổi danh trong giới giang hồ với những thành tích đâm chém thanh trừng từ đầu những năm 90. Đến đầu những năm 2000, đại ca này đã siêu tầm cho mình đến 5 tiền án hai tiền sự. Không chỉ nổi danh ở ngoài đời, Nguyên Xuyên còn khá quậy phá trong các trại giam mà mình đi qua. Còn nhớ khi thụ án trong trại giam Ba Sao Hà Nam, lúc đó nguyên xuyên đang là em út của cảnh sẹo một đại ca hải phòng cực kỳ khét trong tù chính nguyên xuyên là người đã chửi chín còi đàn em của bà trùm phúc bồ để rồi các đại ca hà nội khác như hưng lát hùng gia lâm hay ngọc siêu đã phục và đâm cảnh sẹo bởi tội không thể dạy dỗ được em út để dám chửi chiến hữu của mình trong trại điều này đã khiến cho cả ngọc siêu và hùng gia lâm đều phải tăng án và làm nên mối bất hòa của bang hải phòng và hà nội cũng chỉ bắt nguồn từ Nguyên Xuyên. Sau khi ra tù, Nguyên Xuyên tiếp tục con đường phạm tội của mình trong một thời gian dài với các chiến hữu đều là các đại ca giang hồ đất Bắc. Trong những năm 2003-2004, thành phố Hà Nội xuất hiện rất nhiều các phi vụ động trời của các đại ca giang hồ. Trong đó có băng nhóm của chùm giang hồ đất Bắc với các đối tượng cầm đầu băng nhóm đều là những giang hồ cộm cán như Nguyên Xuyên, Phan Trọng Vĩnh, tức Vĩnh Chập, Nguyễn Đức Thọ, Thọ Mốc, vân vân đã gây ra ít nhất 7 vụ án nghiêm trọng gây xôn xao dư luận thủ đô. Dùng hàng nóng cướp đai lần trên phố Lý Nam Đế Sau một thời gian tìm hiểu và nắm quy luật, Thọ Mốc biết chị Ninh Thị Dung, sinh năm 1984, quê Thanh Hóa, trú tại 14 ngõ Bạch Đằng, phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm, thường đi làm bằng xe máy đai lần về khuya, nên đã bàn với đồng bọn, gồm Nguyễn Huy Hoàn, Lê Văn Nhân, Bùi Xuân Cường, đi mua khẩu trang bịt mặt, và dùng K54 của Thọ để uy hiếp cướp xe của chị Dung. Khoảng 0 giờ 30 ngày 16 tháng 8 năm 2004, cả bọn cùng nhau lên phố Lý Nam Đế để phục chờ sẵn. Khi đến đoạn gần nhà thờ Hàm Long, Hoàn và Nhân phát hiện thấy chị Nguyễn Nguyệt Ánh ở số 29 phố Hàng Than chờ chị Phạm Thu Hà, trú tại 11B phố Hàm Long bằng xe máy đai lần biển kiểm soát 29B2-2622. Hai tên đuổi theo khiến chị Ánh sợ tăng ga mạnh và đâm vào cửa nhà thờ Hàm Long làm xe đổ. Chị ánh ngã, vội rút chìa khóa xe bỏ chạy. Còn lại chị Hà bị nhân chĩa hàng nóng vào chị và quát. Đứng dậy, đưa chìa khóa xe máy đây. Đồng thời cướp điện thoại di động Siemens M55 trên tay chị Hà rồi bỏ đi vì thấy xuất hiện bóng người qua lại trên đường. Tiếp đó, bọn chúng tụ tập ở phố Lý Nam Đế đến 2 giờ 30 cùng ngày thì phát hiện chị Hoàng Thị Thanh Dung chở chị Ninh Thị Dung trên xe đai lần chúng ép xe đuổi theo các chị vào ngõ 30 Lý Nam Đế thì nhân nhảy xuống xe, rút hàng nóng ca nằm từ ra đập liên tiếp vào đầu chị Thanh Dung và nói: "Đưa xe đây, không tao bán chết", rồi cướp xe chạy. Cướp được xe, chúng mang đi đặt lấy 50 triệu đồng chia nhau ăn tiêu. Bắn trọng thương, cảnh sát ở phố Đình Ngang. Khoảng 21 giờ ngày mùng 2 tháng 10 năm 2004, Trịnh Minh Quý trở nguyên Dương Thanh Huyền đến phố Đình Ngang để gặp Trần Đức Toàn sinh năm 1976, trú tại Kim Liên Đống Đà để đòi Toàn trả tiền và điện thoại di động mà Toàn vay trước đó. Khi đi, Nguyên mang theo K54, trong đó có 4 viên đạn do Nguyên mượn của Thọ Mộc. Quý và Huyền biết Nguyên có hàng nóng nhưng lại cố tình che giấu, không tố giác với cơ quan công an. Qua tin báo biết Nguyên đang có mặt tại phố Đình Ngang, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội đã triển khai lực lượng đến vây bắt và thực hiện lệnh truy nã đối với Nguyên. Thấy vậy, Nguyên bỏ chạy. Cảnh sát Phùng Tuấn Phát đuổi theo, liền bị Nguyên dùng K54 bắn trúng bụng gây trọng thương. Liền đó, cảnh sát Vũ Anh Đức xông vào bắt Nguyên. Nguyên vẫn dơ hàng nóng bóp cò, nhưng do đạn thối nên không nổ. Anh Đức tước hàng nóng từ tay Nguyên và bắt giữ y. Phùng Tuấn Phát được kịp thời đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức với tỷ lệ thương tật là 65%. Chứng kiến vụ nguyên xuyên bắn cảnh sát đình sự, mọi người đều thoát tim bởi chỉ một tiếng đoàn, một thanh niên đang đi xe máy ôm bụng gục xuống, chiếc xe đổ kênh bên đường phố. Gã đàn ông vừa nổ hàng nóng nhanh chóng quay nòng, sang người thanh niên khác định bóp cò. Nhưng nhanh như cắt, người vừa trúng đạn đã đứng dậy, lao vào bắt giữ đối tượng có hàng nóng. Khi được đồng đội giúp sức tước vũ khí khóa tay đối tượng, người thanh niên ấy mới gục xuống và liệm đi. Đó là những gì mà những người dân phố Đình Ngang, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội được chứng kiến vào tối mùng 2 tháng 10 năm 2004. Những hình ảnh đó là diễn biến cuộc truy bắt tội phạm của cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố Hà Nội. Người thanh niên bị bắn đó là Trung úy Phùng Tuấn Phát. Vết thương quá nặng, mấy ngày sau khi tỉnh dậy, anh thấy quanh mình là bông bằng trắng toát, cả bức tường cũng trắng, chỉ có đôi mắt của mẹ là đỏ hoe, ngấn nước. Hôm đó mặc dù là thứ bảy, nhưng anh phát đành từ chối cuộc hẹn của cô bạn thân để nhận nhiệm vụ suốt cả ngày anh cùng đồng đội lăn lộn ở huyện sóc sơn rồi đi bắc ninh bắc giang để điều tra vụ cướp tài sản lái xe taxi xảy ra vào đêm hôm trước khi anh và đồng đội vừa về đến đơn vị trung tá nguyễn việt trức đội trưởng đội chống tội phạm trên tuyến giao thông đã triệu tập anh em phân công nhiệm vụ đội vừa nhận được thông tin về đối tượng truy nã nguyễn quang Nguyền, nguyên nguyên xuyên vừa xuất hiện tại phố đình ngang anh trước phân công tổ công tác chia thành hai nhóm để truy bắt đối tượng. Khi đến phố Đình Ngang, tổ công tác đã phát hiện đối tượng mặc bộ quần áo đen đi cùng hai đối tượng khác. Trước tình thế này, anh chức đã chia tổ thành hai nhóm để bắt các đối tượng. Nhóm 1 gồm các đồng chí Phùng Tuấn Phát, Nguyễn Văn Thành và Vũ Anh Đức được giao nhiệm vụ bắt giữ đối tượng Nguyên. Nhóm 2 gồm các đồng chí Nguyễn Việt Trức, Đỗ Minh Phú, Trần Việt Hưng sẽ khống chế hai tên đồng bọn của Nguyên Xuyên. Có lẽ đánh hơi được sự xuất hiện của công an nên Nguyên Xuyên đột ngột bỏ chạy về đường hàng bông. Anh Phát phóng xe máy chạy chặn đường đối tượng, anh Đức chạy bộ đuổi theo. Lúc đó đường phố đông kín người nên các anh không thể nổ hàng nóng. Bị đuổi giết, tên Nguyên rút hàng nóng nhắm thẳng vào người anh Phát, bóp cò hòng thoát thân, nhưng hắn vẫn không thoát. Anh Phát trải qua hơn 10 ngày nằm viện, một tháng nằm bất động tại nhà. Tôi hỏi, thế thấy đối tượng có hàng nóng anh có sợ không? Phát bảo, không chẳng nghĩ gì cả, chỉ cần bắt được đối tượng thôi. Nếu tôi không bắt được hắn, có thể hắn còn gây tội ác với người khác. Thế nên tôi không sợ. Đánh bạc rồi cướp sới bạc. Trong số 7 vụ án mà cơ quan điều tra công an thành phố Hà Nội làm rõ thì có tới 2 vụ do bọn chúng tham gia đánh bạc rồi bị thua nên cay cú tổ chức cướp sới bạc. Điển hình là tối ngày 22 tháng 1 năm 2004, Nguyễn Thị Hồng Vân tổ chức cho các con bạc đánh sóc đĩa tại nhà riêng ở số 22, ngõ 52, Minh Khai, Hai Bà Trưng. Trong đó có Lương Hải Đăng, tức Đăng Con. Đăng đánh bạc bị thua nên vay của Tuấn Anh ngồi cùng trong sới bạc 3 triệu đồng để chơi tiếp và cầm cái. Bị thua, Đăng đặt điện thoại di động Nokia cho Nguyễn Tạo Thì lấy 3 triệu đồng, chơi lại bị thua nên gọi điện thoại cho Lê Khắc Quang vay 1 triệu đồng. Quang vào cùng chơi cũng lại bị thua nên Quang đặt điện thoại di động cho Hồng Vân lấy 4 triệu đồng đánh tiếp và lại bị thua. Thế vậy, đang gọi điện cho Vĩnh Chập và nói, em bị thua bạc, anh cho em cướp lại. Vĩnh đồng ý rồi gọi Nguyễn Tầm Thọ, Đỗ Đức Trình đến cùng tham gia cướp. Tới một giờ đêm, đang con ra cổng dẫn Vĩnh Chập, Hoàn, Nhân, Thọ, Trình vào nhà Vân để cướp bạc. Tất cả đứng ở ngoài hỗ trợ. Đăng rút dao, loại dao chọc tiết lợn, mang sẵn trong người ra hồ. Tất cả ngồi im, đứa nào kêu, tao đầm chết rồi dí dao vào cổ Nguyễn Tạo Thì, lục soát cướp 6 triệu đồng, một điện thoại di động mà Đăng đã đặt cho Thì trước đó, cướp của Vân 4,5 triệu đồng. Tổng giá trị tài sản mà Đăng cướp được là 20,3 triệu đồng mang về cầu Mai Động Minh Khai để chia cho cả bọn. Phiên tòa lịch sử Sau khi tất cả các đối tượng trong băng nhóm Giang Hồ Đất Bắc tra tay vào còng, một phiên tòa lịch sử trong giới Giang Hồ Hà Nội đã diễn ra, bởi trước đó không phiên tòa nào đông tội phạm và người bị hại đến như vậy. Sau 9 ngày mở phiên tòa xét xử, chiều ngày 16 tháng 12 năm 2005, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt bằng nhóm xã hội đen chùm giang hồ đất Bắc với số lượng đông các bị cáo nhất từ trước đến nay ở Hà Nội. 22 bị cáo còn lại đều bị xử lĩnh án tù giam, trong đó Nguyễn Quang Nguyên, tức Nguyên Xuyên, lĩnh án cao nhất là tù trung thân về 5 tội, giết người, cướp tài sản, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, đánh bạc, không tố giác tội phạm. Nguyên chính là kẻ trực tiếp dùng hàng nóng bắn trọng thương cảnh sát hình sự Phùng Tuấn Phát. Trên đây là hồ sơ Nguyên Xuyên, Trùm Giang Hồ Cộm Cán Hoàng Mai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay hãy subscribe, like và share ủng hộ OV Đại Bàng. Xin chào và hẹn gặp lại.